Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay mình xin vẽ theo yêu cầu của các bạn, đó là nhân vật Rimuru nhé các bạn. Trong bộ truyện có tên Việt Nam là về chuyện tôi chuyển sinh thành Slam nhé các bạn. Mình đọc sơ về tiểu sử của Rimuru. Một người đàn ông Nhật Bản đã chết sau khi cứu hậu bối ở công ty tránh bị dao đâm. Cậu được chuyển sinh sang thế giới khác, trở thành một Slam mạnh mẽ bởi những kỹ năng được nhận khi đang chuyển kiếp. Vì là Slam, Rimuru được xác định phi giới tính. Rimuru có kỹ năng Devoid, kẻ săn mồi trong anime, cho phép cậu phân thân vào hết các mọi thứ và có được kỹ năng từ vật phẩm từ đối tượng đó. Rimuru có thể bắt chước sự xuất hiện của bất kỳ món đồ nào cậu ấy đã hấp thụ. Mình đọc sơ vậy thôi nhé các bạn, cái gì các bạn tìm hiểu bộ đó nhé. Cái bộ này nổi tiếng á. Đa số mình thấy nhiều bạn yêu cầu mình vẽ nhân vật này, giờ mình mới vẽ được. Tại vì có nhiều bạn yêu cầu trước á, nên là mình vẽ theo thứ tự nhé các bạn. Cái gì các bạn đợi sau, yêu cầu xong thì thông cảm đợi chờ nhé các bạn. Mình từ từ mình vẽ hết. Các bạn cứ luyện tập vẽ chép thật nhiều là lên tay nhé các bạn. Mình chọn giấy bì A4 8K 10 tờ, bút bi lai 8K, bút dạ tôi sử dụng 200.000 60K thì xài vô tư nhé các bạn. Mình vẽ khung xong rồi, nay hình này mình vẽ khung hết 2 tiếng. Để các bạn để ý nhé, tô đều tay, tô mấy cái tóc là dài xấu lên nữa các bạn, nên các bạn phải tập nhé các bạn. Lỡ tay ghế nó méo này nó không đẹp. Nay mình có tô, mình đừng có để cái nắp màu kế bên nhé các bạn để nhé, đôi khi mình quên để. Đánh tóc trước là phải đợi tóc khô quá là mình đè lên nhé các bạn, trong khi tóc khô mình tô khuôn mặt là tô mắt. Thì mắt nó khô rồi, xong rồi mình tô lại từ da lần nữa. Giờ tô xuống cái khăn tràn, dùng màu vàng, màu nâu. Thì xong rồi cũng ngăn áo. Bạn có nhận xét gì nhớ để bình luận phía dưới cho mình biết nha các bạn. Đây nó khô là mình đè lên lần nữa, mình dùng màu xanh lục, sau đó mình đè lên xanh đậm, xanh dương mà xanh dương đậm, mình đánh hết là để tí nó khô rồi mình đè lần nữa. Đó, giờ mình tô cái lông sau mình biết cái đó là cái gì vậy. Giờ tô cái cánh, tô cánh mệt, tô lại mấy lần. Dùng màu xanh rêu, xanh dương rêu, có khi có màu dạ nhiều màu nhớ các bạn. Đợi khô mình đánh lại lần nữa, dùng xanh đậm hơn, tỉ vậy. Giờ mình dán băng keo để tỉa màu acrylic cho nó giống may nhé các bạn. Bầu trời. Chấm. Nhìn cũng dễ thương một tí, còn không các bạn. Rồi xong rồi. Các bạn có yêu thích video thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.